Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mọi người, tôi là Phong Cận, là một học sinh nghèo. Và để có thể cứu được cha tôi đã làm một việc có lỗi với mọi người. Tôi xin lỗi. Xin chào tất cả mọi người, mình chính là Phong Cận TV búp bê bàn bông đáng yêu dễ thương đây. Hello mọi người, còn mình là bé gấu bông đáng yêu lạc trong khu rừng, đạp một cái cục sỏi té cái đục đây. Hello mọi người, và tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Hết video. Bye bye, thôi đi về. Quý cái vậy? Mình nhầm. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft nè bạn ơi. Và kế bên mình chính là Sammy, nước với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft. Tôi xin lỗi nha, tôi bây giờ tôi bà rò rồi, không còn nút như ngày xưa nữa nha. Vậy hả? Rồi ok bạn ơi. Và ngày hôm nay nè, mình đã mời Sammy vào đây để cùng với mình tham gia xây thử thách nhà tù an toàn mọi người ơi. Các bạn nghe lạ không? Nhà an toàn, còn bây giờ là có nhà tù an toàn luôn nha bạn nha. Và như những tập trước á thì mấy bạn cũng đã xem ở bên kênh của mình và kênh của Sammy, thì chắc các bạn cũng biết mình với Sammy đã làm với nhau một cái thử thách, đó chính là xem coi nhà của ai là sẽ là an toàn nhất. Thì lần đó có nhiều bạn bảo mình là trời ơi, bởi vì là chị Sam là con gái, còn anh Phong là con trai, cho nên là anh Phong vượt qua được mấy cái thử thách đơn giản, còn chị Sam là không vượt qua được. Đúng rồi đó, chính vì vậy cho nên mình rất là tức. Lần nào các bạn cũng bảo chị Sam là con gái, cho nên là anh Phong không biết nhường chị Sam gì cả, cho nên mình tức lắm. Lần này mình đã quyết định là mình sẽ gọi là nhường cho Sammy là nhà tù an toàn viết và rồ bằng kim cương luôn nha, còn mình sẽ là nhà tù bằng đất nha bạn. Hay là Sam muốn thế nào? Trời ơi, tôi nói thật luôn á, là tôi chơi nào đi hết trơn á, do tôi say à, tôi say ở tay tôi bờ rồ, tay mát làm gì được hết á. Rồi ok, vậy bây giờ là Phong là con trai, Phong nhường cho Sam nhà tù kim cương bờ rồ nè, còn Phong sẽ lấy nhà tù đất nha. Đấy, và ngày hôm nay để tránh mấy bạn fan bảo rằng là anh Phong con trai mà ăn hiếp con gái nữa, thì mình sẽ không phải là người vượt qua nhà tù của Sam nữa, mà mình sẽ mời một bạn thành viên của Hero Team vào trong đây để vượt qua nhà tù của mình. Và Sammy, các bạn biết là ai không? Sam biết là ai không? Ai vậy? Xem cuối là... video biết là ai chứ, đúng không? À thôi nói luôn đi, cần gì phải đến cuối video. Đó chính là mèo Simmy. Đó. Thì hôm nay mèo Simmy, đúng rồi, mèo Simmy sẽ vào để vượt qua những cái map của mình và Sammy. Lúc đó thì mấy bạn sẽ không còn có thể nói được rằng là anh Phong con trai mà ăn hiếp con gái nha, tại vì là mèo Simmy sẽ là người vượt qua chứ không phải là Phong nha. Rồi ok, Sammy sẵn sàng chưa? Ok. Sẵn sàng. Rồi ok, đây là nhà tù của Sam nè, còn đây là nhà tù đất của Phong nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau xây nha các bạn nha. Thì mình sẽ chui trong nè. Sao mà vừa mới vô mình thấy cái nhà tù của mình nó không có tí nào màu sắc gì đẹp hết trơn bạn ơi. Nhưng mà không sao, nhà tù của mình sẽ là nhà tù VIP bờ rộ nhất, không ai có thể vượt qua được. Và bây giờ chúng ta cùng nhau xây nha mọi người, let's go. Rồi ok bạn ơi, thì sau một khoảng thời gian xây nhà tù thì bây giờ bọn mình cũng đã xây xong nhà tù an toàn của mình và Sammy rồi nè bạn ơi. Thì đây chính là nhà tù VIP bờ rộ của Sammy, được làm bằng kim cương. Rồi bây giờ Sammy hãy thử giới thiệu cho bạn biết coi cái nhà tù của Sam là có những gì nè. Giới thiệu đây. Rồi ok, thì cái phòng đầu tiên gọi là nhà tù an toàn nhất trong Minecraft của tôi chính là nhà tù đi tìm cần gạt đó, thấy chưa? Cái này cực kỳ mệt luôn á, bây giờ tôi thách ông tìm thế nào cần gạt đâu á. Trời ơi, danh ba cái trò tìm cần gạt này là cũ xưa ngày xưa rồi, xưa luôn rồi. Trời ơi chạy kiếm rồi, xin tìm ra vậy. Tôi à, khoan tự bạn ơi, mình rất là hay biết Sammy rất là hay kiểu đố mẹo, bạn chắc chắn trong đây phải có gì đó mẹo nè, để mình xem nha. Ví dụ như là ở bên dưới những cái rương nó sẽ có cái khe hở nào đó, và để bên đúng dưới là một rồi. Cái rương có chìa khóa chẳng hạn. Ủa phải luôn là bây giờ ông lo mà tìm đủ hết cái này mới tìm ra được cần gạt không nội ơi. Dạ ơi, đâu có dễ rồi. Bây giờ mà kiếm hết cái đống rương này chắc đến ngày mai luôn quá. Thôi qua bên nhà tù tiếp theo đi, để xem nhà tù tiếp theo là gì nè. Qua đây. Trời ơi cái này chưa là tôi bị đặt. Cái này tôi sẽ để cho Simmy đi kiếm, chứ tôi không thèm kiếm đó. Ok, và tiếp theo là gì đây? Đây là đường đi trong gai đó, đi kiểu này là thôi đi đến ngày mai cũng không xong đó, thấy chưa? À ok, nhà tù tiếp theo của Sammy là chúng ta sẽ phải đi bộ vượt qua được những cái gai nè bạn ơi. Ê, tính ra vậy cũng dễ ẹt, có gì đâu khó trời. Dễ ẹt tài do ông game mất một cái game mất không đi đi cà nhắc ông nội ơi, đâu có dễ đâu. Tôi thử coi và tôi game mất không nha. Rồi ok nè, rồi tôi thử nha. Đây trời ơi, đi qua cái một luôn á, dễ ẹt. Đâu bắt cua qua luôn nè. Ui, ai cho bắt
dễ ạc. Ui kẹo đó, cái này là do ông Giang. Bây giờ rồi ok, cái phòng nhà tù thứ hai của Sammy là mình thấy là cùi bắp bể bạn ơi. Ok rồi, đến nhà tù thứ ba coi, qua đây đó. Rồi cái này là thứ ba là gì? Rồi cái gì đây? Ủa là mình phải bắt cua lên trên đây hả? Đúng rồi, lên đây có những anh chị này đẹp trai. Chỗ này sao nhảy bà nội, trời cao vậy sao vậy? Qua đây, qua đây, qua đây, cái này bị lỗi được cho à, sao bên này hả? Rồi ok, bên này rồi, là mình sẽ bắt cua ở đây đúng không? Ok. Đúng rồi. Rồi sau đó comment là gì nữa? Thằng đẹp trai, có mấy anh chàng đẹp trai bảo vệ cái rương đó, lấy rương. Sammy để mấy con zombie bên này để bảo vệ mấy cái rương của Sammy với bạn ơi, và trong cái rương này là cần gạt đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đó thấy chưa? Ok, cũng hay đó, cũng hay đó. Nói chung là cái này nhìn cũng khó nhưng mà chắc là cũng vượt qua nhanh nữa bạn ơi, dễ ẹt chứ có gì đâu. Trời ơi. Có sim khác mọi người, ông khác mọi người, tôi làm cho sim phải làm trong đâu. Rồi ok, rồi. Rồi tiếp theo là gì đây? Để qua xem coi. Rồi. Đây. Đây. Tiếp theo là xí hiểu không? Đây là cánh cửa lựa chọn. Chọn nước hay chọn lava để cấm đạp nha, cái này là dành cho sim thôi. Không cho. À, không cho vậy biết, là bên dưới này sẽ có TNT đúng không? À thấy rồi nè, trời ơi. Ok, vậy là Simmy sẽ phải chọn một trong hai bên, chạy vô bên nào là sẽ gọi là đúng hay sai, là đúng là sẽ qua được, còn sai là sẽ bị téo dưới đúng không? Đúng rồi, chính xác. Rồi ok, được, cũng hay đó. Rồi cái bảng tiếp theo của sao là gì đây? Oh yeah, yeah. Xin chào mừng, cái này tôi đành riêng cho mèo Simmy. Trời ơi, Sammy cho nguyên một con gián khổng lồ vô trong đây luôn bạn ơi, nhìn nè. Gián là sao? Trời ơi. Tại vì ông là ông sợ gián, nhưng mà tôi biết được người tham gia trận chiến đó chính là mèo Simmy, nên tôi mới chọn con gián siêu to. Ê, siêu ở đây ở chỗ này có cái rương là để đựng kiếm nè, đồ cái kiểu đúng không? Ok đúng rồi. Rồi cũng hay đó. Nói chung là Simmy là một người rất là sợ gián luôn các bạn ơi, mà bây giờ Sammy còn cho con boss là con gián nữa, kiểu này là Simmy thế nào cũng sợ cho mà coi. Rồi ok thôi được, bây giờ tới lượt nhà tù của tôi rồi. Thì đó chính là nhà tù của Sammy các bạn ơi. Bạn thấy nhà tù Sammy có VIP hay không, hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ các bạn hãy cùng đến với nhà tù của mình nha. Let's go. Rồi ok bạn ơi, và bây giờ sẽ đến với nhà tù của Phong Cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh nha bạn nha. Đây chính là nhà tù của mình nè. Thì nhà tù của mình thì khác với nhà tù của Sammy, là nhà tù của mình là làm bằng đất các bạn ơi, nhưng mà những cái bẫy ở trong đây của mình là không hề nước như là bẫy của Sammy nha. Sammy dùng nhà tù kim cương mà xây mấy cái bẫy nước hay là nước nhìn dở ẹt. Trời ơi, đây cái bẫy này của Phong, sao không biết là bẫy gì không? Bẫy này hả? Lửa với nước à? Trời ơi, đơn giản là chỉ cần nhảy qua lửa với nước chứ gì. Rồi bây giờ nè Sammy thử game mode không đi. Sammy thử chọn coi. Bây giờ nè có đường lava với lại đường nước nè, Sammy chọn đường nào? Rồi bây giờ thường theo như gọi là gì ta, theo như bình thường đi. Thế nào nước này nhìn là biết là không phải nước bình thường rồi. Có vụ nước, nước bình thường, nước axit đúng không? Còn bên này nè, bên này là gì ta? À, lava giả đúng không? Trời ơi, thông minh. Vậy hả? Vậy thì sao? Thử đi qua thử đi. Trời ơi, đi guốc trong bụng ông liền không ơi. Dễ ồn. Đây, một, hai, ba, nhảy cái eo xuống nè, nhảy eo xuống nè. Rồi, ủa cái gì vậy á? Quay ơi. Trời ơi. Này thì dạ? Mày đặt, này thì mày đặt kêu là bẫy giả, bẫy nước đồ. Đây tôi nói Sam biết nè, tôi biết thế nào á là Simmy cũng sẽ biết rằng là Simmy cũng sẽ nghĩ rằng là à bên nước này chắc chắn là giả, còn bên lava là thật, cho nên là Simmy chắc chắn sẽ nhảy ở bên lava giống y hệt như Sam hồi nãy vậy đó. Nhưng thật ra bên nước này mới là thật nè, đó không? Ủa thật hả? Gì đó giả vậy? Trời ơi, thôi để tôi đi. Trời ơi, tưởng gì, ủa cái này như dễ ồn chứ có gì ông nội. Ok. Trời ơi ác. Đó, thấy chưa, Sam ơi là Sam, bây giờ dính vô trong gọi là nước axit rồi đó, thấy sợ chưa. Rồi. Đó, Sam ơi à, mà thấy chưa, chọn đường nào cũng sai hết á. Ôi em chơi gian nha, hai bên đi, ông đừng sao đi. Trời ơi em chơi gian dữ chứ. Ăn gian cái gì mà ăn gian, tôi đã có mẹo hết trơn nè, Sammy không để ý thôi. Đây Sam lại đây, tôi giải thích cho coi nè. Ở chỗ này nè là nước thật đúng không, nhưng mà khi bơi qua bên đây là sẽ trúng nước giả, là sẽ bị độc ngay. Chính vì như vậy cho nên tôi đã để ở bên đây là một cái tấm ván nè, biết nó làm gì không? Bởi vì tấm ván để chúng ta đi qua đây nè. Đó, chúng ta đi qua đây thì chúng ta sẽ gặp lava giả, chúng ta sẽ không bị gì hết. Ủa gì vậy? À trời ơi, ủa gì xịn sò mà cơ gì em? Đó. Em gọi là thật giả, giả thật lẫn lộn sao không biết trời. Đúng rồi, thì như vậy nó mới khó hiểu không? Simmy sẽ không thể nào đón được. Ôi, trời ơi, cái này mà tôi còn không thoát được chắc sim chịu luôn á. Ok, rồi đi tiếp nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nhà tù tiếp theo nha. Đây, qua đây. Qua đi. Qua. Rồi qua. Rồi ok. Ủa gì nhà tù tiếp theo của tôi xin giới thiệu với Sammy chính là nhà tù bảy tên lửa. Sammy thử đi qua thử đi. Trời ơi, gì bảy tên lửa vậy? Thấy chưa?
thấy chưa? Cái chỗ này khi mà bước qua là sẽ có tên lửa bắn lên nè, là trúng vô người bà cái thôi là bà sẽ bị cháy này. Liền. Ui trời ơi, cái bẫy này đau lắm nha. Trời ơi sao qua trời vậy? Đúng rồi. Cái bẫy này á là Sammy phải tìm đúng đường cơ. Đây, ví dụ chỗ này là hình như tôi nhớ chỗ này phải không? Ủa không phải, hình như này. Đây chỗ này nè, phải đi đúng đường bên này nè. Đó, đi qua thì mới được, hiểu không? Đấy thì cái này là cái bẫy tiếp theo của Phong. Rồi ok. Rồi, đi qua cái bẫy tiếp theo nè Sam, qua đây. Ờ đâu. Đâu à. Ok rồi, đến cái bẫy tiếp theo nè, qua đây nhanh lên. Qua đây. Cái gì mà rồi. Có gì đây? Sam biết cái bẫy này là bẫy gì không? Ủa, biết rồi, bắn cung tên nè. Mà đúng cái rồi. Là gì vậy? Cái bẫy này á là Sam Phong đã chuẩn bị trong đây cung tên. Ủa cung tên rồi. Đây tôi lấy ra đây tôi lấy. Ok, ở trong đây là có cung tên nè các bạn ơi. Và nhiệm vụ của Simmy á là sẽ phải sử dụng cái cung tên này và bắn làm sao cho nó dính được mấy cái nút ở bên này nè các bạn. Bắn hết được mấy cái nút này á thì nó sẽ xuất hiện một con đường ở giữa cái đống lava này cho Simmy có thể đi qua cái được. Cái gì? Cái gì mà comment block dữ vậy? Trời ơi cái này tôi chịu nha, tôi phải là comment block tôi biết đâu. Thôi. Hơi bị xịn luôn. Rồi ok. Rồi tiếp theo nữa, nhà từ tiếp theo mời Sam qua. Trời ơi, mấy con heo này có gì đâu mà ông định làm cho ông định dọa Simmy bằng mấy con heo này hả? Trời ơi. Ôi, sao mà bà thấy mấy con heo của tôi sống đầu bà nghĩ rằng mấy con heo của tôi yếu đúng không? Mấy bạn fan cũng như thế đúng không? Mấy bạn nghĩ rằng là mấy con heo này của Phong rất là bình thường đúng không? Nhưng mà không có chuyện đó đâu bạn ơi. Đây, bây giờ Simmy thử game mất không rồi Simmy quýnh thử con đi. Trời có gì đâu, trời mấy con heo chứ phải con bò hay con gà là đây tôi game mất không. Đây. Tôi quánh hai con, tôi quánh một con nhau sang quánh hai okay, quánh thử đi. Tại hai con heo đang nhìn nhau đắm đuối nè, thấy à. Nó chó tôi khoắn luôn nè. Đó, đây là đó cho nè. Đó. Mấy bạn thấy chưa, mấy con heo này của mình đó nha, là nó có đến tận 2.000 máu và sức mạnh của nó đến tận 10.000 sức mạnh lần đó các bạn ơi. Hơi bị mạnh luôn. Tôi hiểu rồi, bây giờ Simmy mà ngửa tay quánh con heo là Simmy là Simmy đi luôn đúng không? Đúng rồi. Nhiệm vụ của Simmy á là Simmy phải tìm ra được con heo yếu nhất ở trong đây. Ở trong đây có một con heo là nó chỉ có một máu và một sức mạnh thôi. Nhiệm vụ của Simmy là phải tìm đúng con heo đó, sau đó đánh nó. Lúc đó thì con heo đó sẽ rơi ra cần gạt thì sao Sim có thể đi qua được, hiểu không? Vậy thì làm sao mà biết được? Lại phải đánh cho 1.000 lần biết ra được con heo sự thật, con heo đúng yếu rồi. Nhất. Đúng rồi. Bây giờ Simmy thử đoán cái con heo yếu nhất, con heo nào? Tôi nhìn coi sự đây ai cái con này đi. Cái con gần cửa nhất nè, con này đi. Sammy đã đón sai rồi bạn ơi, không phải là con heo đâu nha. Bây giờ mình sẽ đố mấy bạn fan nè. Ở trong đây con heo nào là con heo thật thì các bạn hãy thử đón thử nha các bạn nha. Đấy. Mình cá chắc là mấy bạn đón ngày mai cũng không đón đúng luôn á, để coi mẹ Sammy có kiếm được hay không nha các bạn nha. Ok. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với con boss cuối cùng. Mời Sam vô. Ủa con nào vậy? Tên. Trời ơi ông ơi, gì bóng quá đáng vậy? Em cho gì ta phóng cực ba đầu khổng lồ vậy? Này là to hơn tôi bằng cái móng chân của ông nhìn nè. Quá đáng dữ không? Thì bởi vậy mới nói là con này rất là mạnh luôn á, cho nên là Simmy sẽ phải chiến đấu với con này. À, ủa mà ông không quá đáng vừa chứ không? Ông không cho kiếm người ta, ông điện người ta đánh tay vậy, ông quá đáng vậy? À đúng rồi, ha quên, Sammy nói tôi mới để ý, hình như tôi không có để kiếm. Đây tôi lấy kiếm nè. Ok, chú lấy ra sao một kiếm áo giáp luôn. Rồi ok, áo giáp rồi. Thương người ta tí chứ. Rồi để trong cái rương đó, cho Simmy một cơ hội cuối cùng. Đây cái rương đây. Ok rồi, tôi sẽ để cái rương ở kế bên này. Rồi thì nó bỏ cái kiếm và bỏ áo giáp vô. Rồi ok, Simmy sẽ phải chiến đấu với con quái vật phong cận siêu to khổng lồ này các bạn ạ. Ấy, để coi Simmy có chiến thắng được không nha. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ mời mèo Simmy vào trong đây để vượt qua thử nhà tù của chúng ta nha các bạn nha. Let's go. Rồi ok bạn ơi, và bây giờ mình đã mời được mèo Simmy vào trong con map nhà tù an toàn của mình và Sammy nè. Xin chúc mừng Simmy, và bây giờ bạn đã bị bắt nhốt vào trong tù. Chúc mừng em. Em đã vào tù. Dạ. Chúc mừng em. Ủa, em đã bị nhốt vào trong tù. Ủa sao bảo là vô đây, bảo là có tiệc tùng gấp kiểu, mà sao vô đây vô tù là sao? Gì kỳ vậy? Không, không phải đâu Sim à. Phong nói Sim nghe nè. Phong với Sammy á đang gọi là tham gia một cuộc thi, đó chính là ai là người xây nhà tù an toàn VIP nhất. Chính vì như vậy cho nên hôm nay tôi với Sam quyết định là mời Sim vào trong đây, với nhiệm vụ của Sim á là sẽ gọi là vượt qua những cái nhà tù của Phong và Sam để coi nhà tù ai VIP hơn, hiểu không? Đúng rồi, Sam sẽ là người đánh giá hay không? Đúng bạn rồi. Đánh giá nhà tù của tôi và cái nhà tù của mình đó bạn sẽ tính điểm là dựa theo trên mèo Simmy nha. Mèo Simmy thấy nhà tù nào mà VIP hơn thì sẽ là người chấm điểm, và con người nào thắng nha các bạn nha. Rồi ok, Simmy sẵn sàng chưa?
Ok, sẵn sàng. Trời ơi, rồi, cái nào okay. Nhà tù thì bây giờ Phong sẽ không nói cho Sim biết rằng là nhà tù nào là của Phong, nhà tù nào là của Sam đâu, để cho Simmy có thể chấm điểm một cách công bằng nhất đó, các bạn hiểu không? Khi giờ á Simmy mà biết nhà tù của Sam là nhà tù nào á, Simmy chắc chắn sẽ chấm cho Sam được điểm cao các bạn ơi. Chứ mình không nói là ok rồi. Rồi ok, bây giờ mời Simmy gọi là vượt nhà tù. Đây, rồi ok Sam ơi, bây giờ một mình game up 3 đi. Game up 3 đi. Đây. Đầu tiên mà bắt tôi kiếm chết là sao vậy? Rồi. Màn đầu tiên thì Simmy sẽ phải tìm ra được cần gạt ở trong những cái gì ta, những cái rương này, cố gắng lên Sim. Rồi. Ui. Mình các bạn là mình ghét nhất kiểu mấy cái này luôn ai ngờ. Ủa khoan, sao mấy cái chén này nó lại đỏ đỏ rồi ta? Trời ơi, nghi ngờ quá à. Cố anh Sim ơi. Trời ơi. Đó, để coi Simmy có thể vượt được cái nhà tù kim cương này không nha các bạn nha. Cố anh Sim. Rồi, thử thách rồi là nhanh tay lẹ mắt mọi người. Ủa sao đi sao? Vòng mà không thấy là sao? Sao đi một vòng mà vẫn không thấy cái cần gạt đó vậy? Gì vậy? Ủa? Đi tìm thiếu rồi, nhìn là biết tìm thiếu rồi. Ủa? Rồi xong luôn, kiểu này là kiếm đến mai luôn bạn ơi. À đây nè, trời ơi, trời. Rồi ok, cuối cùng cũng tìm thấy hả Simmy? Simmy đi một okay, vòng nữa trời. Mình một vòng rưỡi luôn á, Simmy tìm ra luôn á. Ok, thôi mình game up 1 cho mình dễ xem mấy bạn ơi. Rồi ok. Đúng rồi, được rồi. Tiếp theo, xin chúc mừng Sim đã đến với gọi là cây cầu lava. Đó, có rất nhiều gai phía trên. Cái này là cây cầu trong gai, đó đúng như vậy luôn. À, cây cầu trong gai rồi, ok rồi. Xin mời Sim vượt qua. Trong gai. Đó. Trời đất ơi, ok. Trời, cái này dễ, trời ơi, lắc léo dễ quá mà. Đi Sim đi chậm nha, đi Sim đi. Cố anh Sim. Ôi trời ơi, chưa gì mà bị dính gai hết trơn. Sim, tôi chỉ nè, ở bên này mình nhảy qua được nè. Mình là những người gọi là gì ta, tôn trọng tác phẩm của người khác rồi mình phải chân chính. Ồ, vậy luôn hả? Rồi ok, vậy cố lên. Tôi là người sòng phẳng mà, không thể chơi ăn gian. Thấy không? Không thể ăn gian được. Ây da. Ây da hoài luôn trời. Mình có thể xin đỉnh không? Thấy xin đỉnh không? Không thấy xin đỉnh không? Đó, tôi nói ra cái này không? Mình có thể gọi là ấy da, ở sao mà đó? Em có thể không vượt qua được chứ, bây giờ. Rồi ok, rồi mời Simmy. Mở cửa sẵn cho mình là sao? Ai thôi mở cửa vậy? Đó, trời chị, đây đóng cửa lại, Đó, rồi mở cửa lại đi Sim, cho bài bản. Đan 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 đan. Tên tên nè. Ủa gì vậy? Đi đâu vậy? Ủa trời ơi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ôi ơi, đi vô. Không được đi ra. Cái gì mà trên kia là có một đống bạn zombie đang chào ngày mới nắng tươi với tôi là sao vậy? Ủa? Trời nhiệm vụ của Simmy á là sẽ phải leo trên kia giết hết mấy con zombie và lấy được cần gạt để vượt qua màn tiếp theo. Ơi là trời bắt mình gọi là gì ta, sử dụng kỹ năng skill múa kiếm như múa quạt như mình nữa không sao, để mình tìm lên múa mina hay nha bọn nó sợ. Ui ghê quá trời ơi, bắt cua biết quá. Ui ghê nghe chưa, trời ơi chỉ có những người pro mới làm được như này thôi. Trời ơi, Sim chơi da kìa không? Vậy đi cho nhanh, chứ tôi thấy Simmy đứng im chỗ luôn, khó chịu quá. Cố lên. Hay quá. Mình phải tiêu diệt hết nữa. Đây, chìa khóa, trời ơi, dễ. Còn hai con bên dưới nha. Cái này dành cho nút với bro hả? Trời ơi, mình là bro nên mình phải nhảy ở đây chứ sao nữa. Đây thì bro nè, đó, thấy chưa? Không sao đâu, nãy mình đã kiếm chìa khóa rồi, nên bây giờ mình là bro mọi người, chứ cái pha ấy là do mình như là mình không chạy kịp thôi chứ do okay, mình rồi okay. Rồi em bây giờ mình làm cách cửa tiếp theo đúng không, cái này dành cho nút thôi. Ok, xin mời Sim vào. Ủa sao hai bên đi chạm nhau vậy? Ủa à, con cái gì vậy? Xô lava, cái xô nước, trời ơi gì con nít, trời ơi có phải là cái gì ta, xô nước là gì ta, nước axit, còn xô lava là hồi máu đúng không? Trời ơi. Ủa vậy vậy luôn hả? Mi này nha, trời ơi hôm bữa là mình có làm cái rồi mọi người, trời ơi nước là axit còn lava hồi máu, trời ơi. Ghê vậy bây giờ xin mi chọn đi, 1 trong 2. Mấy người tự tôi là con nít à, trời ơi nước nhìn an toàn quá, trời ơi thôi bây giờ mình sẽ quyết định đi tới nguy hiểm và lava để giúp mình hồi máu mọi người. Hay chăng vô. Ủa gì vậy, kỳ vậy? Ủa trời ơi. Tụi em phân tích dữ vậy, tụi em phân tích quá trời, phân tích không thấy không, trời ơi chưa toán học luôn, dễ sợ. Rồi ok, vậy là bây giờ là bà biết bên nào là thật, bên nào là giả rồi đó. Đúng rồi đó.
nói chung á là ở vậy á, ơi quê khổ quá khổ quá. Bên này có gì đâu Jim, bên này lava, người ta đã để nước cho bà là biết là nước là an toàn rồi. Vậy mà bà còn không chịu chọn bên nước nữa. Suy nghĩ đơn giản hay không Simmy? Suy nghĩ quyết định là chọn phức tạp á. Rồi ok, bây giờ mời Simmy đi tiếp. Rồi đi tiếp. Ủa gì cho giáp kim cương rồi xong tới không chuyện rồi. Rồi giờ mình qua chứ. Từ từ nha Sim, từ từ Y Phong. Bây giờ tụi mình qua chứ. Từ từ. Bây giờ tụi mình qua trước đi. Rồi ok. Phải có kim kim cương đúng không? Đó. Rồi bây giờ từ nha. Để xíu nha. Từ qua nha. Rồi ok. Rồi bọn tôi qua nè. Rồi Sim qua đi. Rồi qua đi em. Đợi xíu. Yo. Gì vậy Sim? Cái gì vậy Sim? Ủa trời ơi. Đánh nhau đi Sim. Chạy hoài vậy? Không chơi. Không chơi gì trời ơi. Nó chỉ là một cái con gián cao tầm 3 mét thôi chứ nhiều đâu. Vô Sim, vô. Vô. Phá cửa lại luôn. Phá cửa lại luôn. Rồi ok. Rồi. Cứu con, không chơi rồi. Cứu lên Sim ơi. Đánh nó đi. Bà càng chạy là nó quýnh bà đó, quýnh nó đi. Đúng rồi. Trời ơi. Cô nè, Sim ơi, quánh nó đi. Quánh nó là quánh tao rồi, quánh nó là... Trời ơi, tôi đã bị... tôi đã bị con giáo răng thịt rồi, bà con ơi. Simmy đang chui ra ngoài thôi. Như mấy bạn đang thấy, thì chúng ta có thể thấy được Simmy đang cố gắng vượt qua sợ hãi của mình. Đánh nhau với một con gián. Đó, gầy. Quýnh nó đi Sim. Quýnh nó đi Sim ơi. Ông tí chưa? Ông tí cái gì chứ? Đây đây từ từ. Sim ơi, bà còn chạy là nó còn dí bà nữa. Quýnh đi trời. Tôi đã đập bỏ rồi. Gặp cái con gián cũng rồi nữa. Tối nay bơi sẽ gián không à. Đó mấy bạn thấy không, Simmy vì các bạn fan cho nên đã hy sinh, gọi là quyết định đánh nhau với một con gián. Yeah. Ủa gì vậy? Sim leo đầu. Ủa gì vậy? What the hell? Để chị đưa cho em sản phẩm thuốc xịt gián rồi Simmy. Đây để thuốc xịt gián rồi. Gây rồi, gây rồi. Trời ơi Simmy. Simmy leo lên trên đầu con gián rồi Simmy. Này Simmy, thuốc xịt gián rồi Simmy. Thuốc xịt gián. Đúng rồi, vô. Gì vậy? Cái gì ghê vậy trời, bạo lực quá bạn ơi. Cái gì mà dùng súng lửa để giết con gián ghê vậy trời. Ok. Ê Sim ơi. Are you ok? Oh my god. Rồi xong bạn thấy không, nhà tù của Sammy làm cho Simmy ở chết rồi. Mình lỡ nói là nhà tù của Sam luôn rồi trời. Vậy Simmy biết rồi. Thôi kệ đi. Đó, mày thấy không? Simmy đánh nhau với con gián và cuối cùng mà Simmy cũng đã tiêu diệt được nó, nhưng mà Simmy xỉu tiêu. Ôi, dứt luôn, dứt đồ luôn, dứt cái gì vậy? Cái gì vậy? Đó rồi. Thôi được rồi. Rồi ok, bây giờ á Simmy đã rất là xuất sắc vượt qua được nhà tù của Sammy. Và bây giờ sẽ cùng nhau đến với nhà tù của Phong Cận nha các bạn nha. Đi thôi nào Simmy, đừng khóc nữa. Let's go. Rồi ok bạn ơi, và vừa rồi là Simmy đã vượt qua nhà tù của Sammy rồi, và bây giờ sẽ đến lượt là nhà tù của Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft nha các bạn nha. Rồi ok, Simmy, bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi sẵn sàng đúng không? Rồi mời Sim vượt qua màn đầu tiên của nhà tù. Đó. Thì xin giới thiệu với Sim, ở chỗ này là có một bên là nước, một bên là lava. Simmy sẽ chọn bên nào? Chọn đi. Đúng rồi. Để coi lúc đầu á là sao mình nhảy qua lava á, bị lấy gì ta? Bị trôi. Thôi lần này mình thông minh rồi. Mình EQ 2000 mà mọi người. Để mình phải chọn nước. Ok. Yeah. Wow, thông minh. Thông minh. Được. Ủa cái gì đây? Trời sao có cái nút ở đây à? Trời ơi, thử thách tôi không chạm vô chị. Trời, tôi là người thông minh nên tôi phải chạm vô. Đấy, okay, để tôi. Đâu có gì đâu, thấy không? Đâu có gì đâu. Rồi, ok, tiếp đi. Ủa, không hiểu. Ủa? Xin chúc mừng Sim đã chọn đúng ô gọi là acid rồi. Qua luôn Sim ơi, cô lên Sim ơi. Ai cho qua. Không qua được, không cho qua. Con người gì đâu trời. Đây, quên mất chỗ này, tôi phải chặn lại không cho qua đúng không? Đó, ok là tiếp đi Sim. Ôi trời ơi. Tiếp đi. Vậy bây giờ nè, Phong nói nè, ở bên nước qua không được thì qua bên lava có gì đâu. Vậy mà không biết nữa. Tôi
tôi sẽ không chạm vô cái nút kinh khủng của ông rồi chạm vô cái nút này đúng không? Mà ông chơi nữa, ông chơi nữa. Không phải đâu. Đã nói chỗ này không qua được đâu mà không chịu nghe đó. Trời ơi. Chỗ này không qua được. Trời ơi. Ủa gì vậy? Bà bám tường bà leo qua luôn hả? Gì kỳ vậy? Trời ơi, Thánh Anh Giang gì sợ mày thấy không? Thánh Anh Giang, trời ơi, Simmy à, game mất 1 đúng không? Simmy game mất 1 đúng không? Trang Trang các bạn ơi, trời ơi trời. Biết gì mình qua đây từ đâu lâu lắm rồi. Trời ơi. Hồi nãy chưa? Mình đã bảo với bạn rồi. Mình đã bảo với bạn rồi là qua bên Lava đi mà không chịu nghe mình. Đó, trời ơi. Ok, không sao. Đi qua bên mạng tiếp theo. Trời ơi bạn ơi, cái bẫy đầu tiên của Phong là fail rồi các bạn ạ. À. Buồn quá. Ok, rồi tiếp. Xin mời Sim. Ở đây là có Nguyên. Ê, bên kia gặp nút, bên này gặp nút, Simmy sợ lắm á. Rồi, bây giờ xin giới thiệu với Simmy. Đây chính là nhà tù tiếp theo, có tên là Con Đường Nóng Bỏng. Rất là hay, mời Sim đi qua. Trời ơi, toàn bóp vậy. Đã hết cơ luôn Sim. Cả gấu nướng luôn rồi. Rồi, xong, trở thành gấu nướng luôn rồi. Sim ơi, xem mua lửa gì Sim. Trời ơi, em đang thổi, cho nó hết lửa. Coi. Gì vậy? Sao nằm xuống vậy? Nằm xuống nè, này thì nằm xuống nè. Thấy chưa, bị cháy nữa. Bỏ một cách duy nhất, nhảy lên cho. Bao. Ok. Ôi, rồi ok, cũng ghê đó. Trời ơi, bạn ơi. Hey, mình quên mất là mình phải chặn đường lại bạn ơi, chứ Simmy có thể chạy qua được. Buồn ghê. Ủa sao xỉu ơi. Simmy. Không mấy chưa mấy cái bẫy gà bèm của ông nữa. Thật luôn, Simmy gà qua được cái trời ơi trời. Ok ok, nhưng mà để từ tiếp đi biết rồi, mời Sim qua. Rồi giới thiệu gì em? Bắn cung hả? Rồi ok. Đây. Bắn vào tâm đi em. Để Phong giải thích cho. Nhiệm vụ của Simmy á là phải bắn gọi là cái nút số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Bắn được hết 8 cái nút này để có thể tạo được một cái cầu để đi qua được cái lava, hiểu không? Ồ, hiểu. Trời trời, okay. Dễ mình luôn mọi người. Ai ơi, đừng bắn gì nha em. Hụt rồi, trời hụt rồi. Ôi hụt nữa rồi. Ôi hụt nữa. Trời ơi. Sam ơi, bà đi ra chỗ khác cho tao bắn. Lộn, tôi xin lỗi. Trời bắn hụt quậy xem. Bắn thịt gì chứ? Cái gì hụt hoài vậy? Thịt nhái. Được chứ. Ok, được một nút rồi. Cố lên. Trời ơi, Simmy sẽ được 10 điểm cho môn bắn cung nha mọi người. Cái gì bắn hụt không vậy? Ok, được chứ. Ok, được rồi. Hai nút rồi, cố lên. Ba nút rồi. Ba nút rồi đúng không? Rồi, ok, tiếp. Rồi, 4 nút. Quay, ghê, xuất sắc. Ok. 5 nút. Wow, ghê. Rồi. Qua luôn. Rồi, qua luôn, 6 nút luôn, ghê vậy ta. Còn 2 nút rồi Sim ơi, cụ lên em. Gì canh dữ vậy? Bắn đi. Trời ơi, sợ. Rồi, ok, ghê, xuất sắc. Giữ ta. Rồi, nút cuối cùng. Wow, ghê. Nhìn sợ đúng không ạ? Tôi cũng muốn qua. Ủa? Nhảy qua. Ôi em. Nhảy qua, nhìn đi. Ui, kỳ vậy. Nhảy qua đây. Nói gì đâu. Hãy cha. Ông ác vậy. Trời ơi, ác. Không, tôi cho anh xíu thôi. Trời đất ơi. Lần sau em làm nhà tù cũng nhốt Phong cận vô đi Sim. Cái tình đi. Rồi, ok. Cái nét này là đi lần nhốt. Chúc mừng Sim. Gì vậy? Hãy thổi lửa. Ok, rồi. Ok, rồi, chúc mừng Sim. Rồi, mời Sim đi qua đến nhà tù nghe lại. Ok, về Phong, bây giờ ông làm nói thiệt là cuộc thi đi Phong. Nói thiệt đây. Về đi. Xin giới thiệu với Sim. Ở trong nhà tù này đang nhốt khoảng 100 con heo. Và những con heo là những con heo đang có chứa cần gạt ở bên trong. Chỉ có một con là con có cần gạt thôi. Nhiệm vụ của Sim là phải gọi là tìm được con heo nào là con heo giữ cần gạt. Đúng rồi. Ủa là giờ mới kiếm một con luôn hả? Đúng rồi, Simmy giết bọn nó để lấy cần gạt. Quay, không được dùng súng lửa, phải dùng tay để kiếm. Không được dùng súng lửa. Gì vậy? Tôi cho nó tự chết. Bà ném như vậy còn lâu nó mới chết được. Rồi. Xin test được rồi, test rồi, đúng rồi.
rồi xong luôn trời. Tôi biết con nào chạy cứu đi kiếm đi, đi kiếm đi. Heo ơi, có biết con nào là bà con? Này thì đánh đó nè, đánh đánh nè, này thì đánh đó. Ơi, ngồi mà cũng bị cắn luôn, tiếc rồi, ghê rồi. Sao ta? Ok, để mình sẽ dùng cách này nè. Đầu tiên là. Đúng rồi, siêu tan đúng rồi, hay quá, siêu tan. Tìm thấy cần gạt nè, ghê. Ghê, để chưa. Ê, Sim khôn nha. Hay, rồi ok, rồi mời Sim đi tiếp. À, tiếp theo là con là boss rồi đó, mời Sim đi qua. Cái gì vậy trời? Ủa cái tên, gì tên. Trời ơi, em không sợ em ơi, trời ơi, Phong cần có gì đâu mà sợ, chạy gì quánh hòa chứ có sợ đâu. Rồi, nhiệm vụ của Simmy là phải quánh được Phong cận ba đầu siêu to khổng lồ, quánh đi. Ok, rồi, chú. À, ủa sao đó? Đi cà rè Oh my god. Ủa nó dùng sức mạnh ghê vậy. Ủa gì vậy? Nó bùng nổ kìa. Cọp yếu quá, không cần vậy là phải dùng sức mạnh mọi người ạ. Tôi là không cần sắp kìa. Ê, mà nói bạn nghe nè, dùng cung không được gì đâu. Nó đang gồng lên để hồi máu đó bạn. Ủa thật hả? Bạn phải dùng kiếm để đánh nó thì mới được bạn ơi. Ủa? Đâu rồi? Gì kì vậy? Ủa? Tôi bắt cười quá. Ê, rồi ok. Thôi được rồi. Vừa rồi là Simmy đã vượt qua được gọi là hai cái nhà tù của mình và Sammy. Và bây giờ Sim hãy nói đi, nhà tù có ai VIP hơn, có ai xịn hơn? Nói gì thật sự là hôm nay em nói chuyện từ từ để chị đưa em cái micro nói chuyện cho rõ ràng, em không có gian vô đây chị đặt cái micro đi hay là hai block một cái block kim cương một cái block để em chờ đúng rồi bây giờ kim cương đúng không, kim cương với đất đi em, trời ơi. Đúng rồi, khoan từ từ, đây, bây giờ mình sẽ đưa cho Sim gọi là đó. Cái gì ta? Rồi đây, bây giờ nè, mình sẽ đưa cho Sim cái vương miện. Đó, bây giờ Simmy chọn là nhà tù đất hay là nhà tù kim cương, cái nào xịn hơn. Thì Sim hãy lên. Sim hãy để cái vương miện lên trên đó. Chọn đi. Đất mất. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì bây giờ, theo gọi là qua sự trải nghiệm của mình giữa nhà tù của Sammy với nhà tù của Phong Cận, thì mình xin trao chiếc vương miện vàng siêu gọi là siêu VIP và rồi 990k này xin tặng cho mình thắng rồi. Ủa gì vậy? Lại lắm. Trời ơi bạn ơi, cái này chắc chắn là có thiên vị rồi. Simmy là em của Sammy, cho nên quyết định chọn cho Sammy. Không chịu. Không phải là thiên vị, nhưng mà nói gì thì nói, trong lòng mình rất sợ con gián và nó là top 1 thứ đáng sợ nhất. Nên sao lại chiến cho Thôi được rồi, mình không cần biết. Bây giờ là mình không cho Simmy chấm điểm nữa, tại Simmy thiên vị các bạn ơi. Bây giờ nha, mình sẽ cho mấy bạn fan chấm điểm. Mấy bạn hãy chấm điểm đi. Simmy ta chấm điểm xong rồi không biết không chấm điểm. Thôi, tôi quyết định rồi, tôi để cho mấy bạn fan chấm điểm á. Ok luôn. Tôi thấy mấy bạn fan công bằng hơn, chứ Simmy với Sammy gọi là gian lận á bạn ơi. Hai người này không đồng với nhau. Trời ơi. Bây giờ em fan được chấm điểm coi mình nó không cần ai mà rồi hơn nha. Đúng rồi. Mấy bạn thử coi nhà tù của mình và nhà tù Sammy, nhà tù ai gọi là VIP và rồi hơn. Các bạn hãy chấm điểm xuống bên dưới nha để cho mình biết nha. Ok. Và hôm nay Sammy cũng có đăng thêm một video làm về gọi là cái gì? Gọi là gì ta? Cầu thang nút và cầu thang bro. Mấy bạn đừng quên đó qua đón xem cầu nha. Cầu thang nút và cầu thang bro. Mấy bạn hãy qua bên kênh Sam để xem coi mình với Sam thi đấu tiếp ở bên đó đúng nha. Còn tiếp nha. Còn cái nhà tù của mình, nhà tù của Sam, nhà tù ai VIP hơn thì bạn cũng nhớ bình luận xuống bên dưới và nhấn nút like video này ủng hộ cho mình nha bạn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Hello team.